Xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với buổi bàn giao sản phẩm trên kênh Kiên Sofa. Thì ngày hôm nay em rất vui khi được bàn giao một bộ sofa được hoàn tiền bằng chất liệu gỗ ốc chó cho anh khách hàng. Thì như mọi người thấy đây, không gian của nhà anh khách hàng cũng rất là thông thoáng và rất là lớn. Thì bộ sofa ngày hôm nay thì anh em thiết kế cũng khá là to và rất là vừa vặn với không gian của anh. Thì bộ sofa ngày hôm nay thì nó sẽ có bao gồm là hai băng dài thì đối nhau với kích thước là 2m70, và ở giữa thì được là trang bị thêm một phần đôn ngồi ở đây với kích thước là 1m30, và phần bên này là một phần bể tì tay, và phần bên này là một phần táp gắn kéo rất là đầy đủ. Và táp gắn kéo ở đây thì bên em trang bị cho nó những đường vân rất là đẹp, và bên dưới thì được trang bị thêm một hộp gắn kéo để trong quá trình sử dụng khách hàng có thể để đồ rất là thoải mái. Và bên này, phần văng dài ở bên này vẫn là ba chỗ ngồi, vẫn là cấu tạo là một phần táp gắn kéo, và bên kia là một phần bể tì tay, và ở giữa là một phần bàn rất là đẹp, được trang bị thêm một tấm kính đen. Và ngày hôm nay đây là một bộ combo được bên em trang bị cho anh khách hàng. Nhưng mọi người thấy đây, các cái phần bể tì tay hay là các cái phần trước mặt bể tì tay và các cái phần góc cạnh thì cũng đều được bên em chọn lọc gỗ rất là kỹ, và những phần mặt diện như thế thì đều được trang bị những đường vân nu của gỗ ốc chó rất là sang trọng. Và đối diện với phần bên này là vẫn là một phần văng ba để ngồi đây, và phần bể tì tay hay là phần táp ngăn kéo thì cũng đều được bên em chọn lựa những phần vân nu rất là sang trọng để trang bị lên những phần mặt diện như thế này. Đó, và bên dưới này thì vẫn là một phần hộp ngăn kéo, và mặt trước thì được đục những đường CNC, và kết hợp với đó là một phần dây hơi giảm chấn rất là cao cấp. Thì như mọi người thấy thì gỗ ốc chó thì đặt trong không gian phòng khách thì nó cực kỳ tôn dáng và rất là đẹp, để mọi người có thể là tôn lên cái dáng vẻ của tổng thể căn phòng. Và chiếc phần bàn ngày hôm nay thì được bên em trang bị cho nó là hai phần hộp ngăn kéo rất là lớn ở đây, để trong quá trình sử dụng anh khách hàng có thể để những gói chè hay là những phần sách báo thì cũng rất là tiện lợi. Và tiếp theo đến là một phần chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này vẫn được hoàn thiện bằng chất liệu gỗ ốc chó, và chiếc kệ tivi ngày hôm nay thì theo yêu cầu của anh khách hàng thì không có phần hộc để chúng ta để anh khách hàng có thể để những phần âm ly, và anh đã thiết kế cho nó ba phần hộc ngăn kéo rất là lớn ở đây. Đó, và mặt trước thì cũng được đục những đường lườn sóng và đường CNC cách điều rất là tốt. Vừa rồi em giới thiệu đến tất cả mọi người một bộ sofa được hoàn tiền theo kiểu dáng chân thuyền. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ qua bên em để được bên em tư vấn. Xin chào.